Sự rút lui của FLC khiến Thanh Hóa đối diện với nhiều khó khăn trước thềm mùa giải mới, khi đội bóng hiện đang được quản lý bởi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và việc tìm kiếm nhà tài trợ vẫn chưa đi đến hồi kết. Trước thềm V-League 2019, hàng loạt trụ cột như tiền đạo Omar, tiền vệ Vũ Minh Tuấn và thủ môn Bùi Tiến Dũng đã rời đội và để lại không ít lỗ hổng về lực lượng. Sau một mùa giải khá thành công, Bình Dương hướng tới V-League với rất nhiều khát vọng. Trong tay huấn luyện viên Trần Minh Chiến là dàn cầu thủ trẻ đã trưởng thành và dàn cựu binh giàu kinh nghiệm. Đội bóng đất thủ dù vừa thất bại trước Hà Nội ở trận tranh siêu cúp, song điều này không ảnh hưởng nhiều tới mục tiêu có điểm để xứ thành. Romario, chân sút người Jamaica, tiếp tục gắn bó với Thanh Hóa sau khi ghi 6 bàn ở lượt về mùa giải năm ngoái và đang là niềm hy vọng số 1 trên hàng tấn công mùa này. Nguyễn Tiến Linh trở về từ đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup với những tiến bộ nhất định. Chân sút này là một trong những yếu tố lôi kéo người hâm mộ tới sân. Nhà đương kim vô địch V-League bước vào mùa giải mới đầy hứng khởi khi vừa có danh hiệu siêu cúp cùng với một đội hình có chiều sâu với sự trưởng thành của nhiều tài năng trẻ. Mùa này, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng có trong tay thêm nhiều hào thủ để có thể thi đấu tốt ở 3 mặt trận: V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup. Than Quảng Ninh khởi động mùa giải mới với rất nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng đất mỏ đón thêm nhà tài trợ mới và nhiều tân binh có chất lượng. Mùa này, Than Quảng Ninh đặt mục tiêu lọt vào top 3 tại V-League và vào chung kết Cúp Quốc gia sau khi huấn luyện viên Phan Thanh Hùng có thêm 6 bản hợp đồng mới, đều là những chân sút chất lượng. Nguyễn Quang Hải, tiền vệ này ngày một tiến bộ hơn khi được trao nhiều trọng trách ở tuyến giữa và được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam. Laszlo Niven, kinh nghiệm từ Europa League của trung vệ người Croatia, hứa hẹn đem đến sự vững chắc cho hàng thủ của đội bóng đất mỏ ở mùa giải năm nay. Giành chiến thắng ở trận playoff với Hà Nội B, song điều này không đồng nghĩa với những khó khăn nơi hậu trường của Nam Định có phần suy giảm.
tài chính vẫn là bài toán hóc búa chưa có lời giải và khiến cho huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ không thể toàn tâm toàn ý dù mùa giải mới đã cận kề. Rất vất vả mới có thể trụ hạng tại V-League, câu lạc bộ Sài Gòn đang có những chuẩn bị tích cực hơn cho cuộc đua năm nay. Tuy nhiên, không có được nhiều bản hợp đồng giá trị, rất khó để huấn luyện viên Nguyễn Thành Công tạo nên cú đột phá về thành tích cho Sài Gòn ở mùa giải năm nay và mục tiêu của Sài Gòn chỉ là trụ hạng. NC, tiền đạo người Cameroon vừa cập bến Nam Định và được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu suất ghi bàn của đội bóng Thành Nam. Lê Quốc Phương chưa để lại nhiều ấn tượng dưới màu áo Sài Gòn ở lượt về mùa trước, nhưng tiền vệ này vẫn nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Ngô Hoàng Thịnh, tiền vệ này đã quyết định đầu quân cho Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đội bóng này đặt ra những mục tiêu cao hơn so với mùa giải 2018. Diego Fagan, 8 bàn ở mùa giải trước đã chứng minh cho vai trò và sự ảnh hưởng của tiền đạo người Jamaica trên hàng tấn công của đội bóng đất cảng.